người đàn ông uống một cốc trà của người lạ, kết cục bị biến thành hải tượng. Người đàn ông này cũng quá thảm hại rồi. Anh ta tỉnh lại phát hiện ra mình rõ ràng là người lại biến thành hải tượng. Chân của anh ta bị dây xích lại, chỉ cần khởi động, nó sẽ bị cưỡng chế xuống nước tập bơi. Anh ở trong nước liều mạng vùng vẫy, mà ông lão ở trên bờ lại vỗ tay reo hò. Vì để anh có thể bơi, ông lão cởi quần áo, kéo anh cùng đi để luyện tập, còn đặt tên cho anh là Cẩu Tử. Chưa rồi, nhưng lại không có cơm, ông lão vứt đến một con cá cho anh ăn, còn mình thì lén nút nấp sau cửa quan sát. Sau khi anh ăn xong, ông lão kích động hưng phấn. Người đàn ông này là ai? Tại sao anh lại biến thành hải tượng? Tiểu Hồ Tử là một phát thanh viên của chương trình hài hước. Chương trình của anh là chế giễu người khác để đạt được lượng fan. Trong một tiết mục, một cậu bé không cẩn thận cưa đứt chân của chính mình, bị anh ta hưng phấn cười chế giễu nửa ngày. Hôm đó anh trong nhà WC của quán bar nhìn thấy một tờ giấy nốt. Trên giấy viết: "Tôi là ông lão tàn tật khổ sở có một câu chuyện, hy vọng có thể chia sẻ kinh nghiệm sống của tôi đến với mọi người." Tiểu Hồ Tử bị thu hút rồi, anh cất tờ giấy đi, lái xe 2 giờ đồng hồ để đến biệt thự trong rừng hoang vu hẻo lánh. Ông lão nhiệt tình đón tiếp anh, lại mời anh ta uống trà. Đúng vậy, Tiểu Hồ Tử không nghi ngờ, sảng khoái uống hết, kết quả liền bất tỉnh nhân sự. Ngày thứ hai, Tiểu Hồ Tử sửng sốt phát hiện một cái chân của anh biến mất rồi, mà ông lão tàn tật đó không hề tàn tật. Anh liều mạng kêu cứu, ông lão tiến lên cho cái bạt tai, dùng ngón tay chỉ vào mặt: "Mày có gào nát họng cũng vô ích thôi, vì muốn chuộc tội mà đem người sống biến thành hải tượng." Ông lão này là một người đáng ngờm, ông cưa luôn hai chân của anh, cắt luôn cả lưỡi, rồi buộc hai tay lại với nhau, hai quai hàm cắm vào xương, dựa vào bản vẽ từng bước một biến một người đàn ông to lớn trở thành hải tượng. Nhìn thấy hải tượng được Tiểu Hồ Tử biến thành, ông lão rất vui mừng. Ông mỗi ngày đều tâm sự với anh, ông đem anh trở thành con hải tượng năm xưa đã từng ở trong lòng của ông. Hóa ra ông lão là một cô nhi, ở trong cô nhi viện phải chịu những lời sỉ nhục. Sau khi trưởng thành, ông trở thành thuyền viên và ra biển. Một lần do trên biển gặp sự cố nên ông bị lưu lạc đến một hải đảo. Trong lúc sắp lạnh cóng rồi, một con hải tượng đã cứu ông lão, đồng thời sưởi ấm cho ông. Hải tượng chính là thứ duy nhất đối tốt với ông trong cả cuộc đời này. Sau đó thức ăn trên đảo càng ngày càng ít, vì để được sống, ông đã giết hải tượng. Sau đó ông đã vô cùng hối hận, tự trách bản thân. Ông lão rất muốn chuộc tội với hải tượng, vì thế 15 năm này, ông liên tục giết chết 24 người, vì muốn biến bọn họ trở thành hải tượng, vì muốn chuộc tội, mà đem người sống biến thành hải tượng, vì muốn chuộc tội với hải tượng. Ông còn cần hoàn thành một bước mấu chốt cuối cùng. Ông lão đội lên người lớp da của hải tượng, bắt đầu cùng với Tiểu Hồ Tử khiêu chiến. Ông hy vọng Tiểu Hồ Tử giết ông, nhưng Tiểu Hồ Tử đã bị ông ta dọa cho sợ chết khiếp. Ông lão thúc ép anh: "Trừ khi mày giết chết tao, nếu không tao cũng sẽ giết chết mày." Tiểu Hồ Tử không còn cách nào khác, dùng răng nanh lao vào đâm ông lão. Trong khi ông lão đang hấp hối, ông cũng được giải thoát rồi. Ông đã hoàn thành việc đền tội với hải tượng, nhưng giây phút ấy sự phẫn nộ từ trong lòng của Tiểu Hồ Tử lại biến anh thành một con dã thú thật sự. Sau đó Tiểu Hồ Tử được cảnh sát cứu ra ngoài, nhưng anh không thể khôi phục nhân tính. Anh bị đưa đến một công viên hải dương, bạn gái đưa bạn trai mới đến thăm anh, đồng thời tặng anh một con cá. Tiểu Hồ Tử nhìn bạn gái như nhớ đến điều gì, nhưng lại không thể nói chuyện. Anh chỉ đành ăn con cá để phát tiết những chuyện ở trong lòng. Nhìn thấy bạn gái đau khổ rời đi, câu chuyện này kết thúc ở đây. Câu chuyện mang đến sự đơn giản nhưng cũng đầy tính gian ác, nhưng nó cũng đã nêu rõ một đạo lý, đó là chúng ta phải học cách yêu thương người khác. Nếu như ông lão từ nhỏ nhận được tình thương, học được cách yêu mọi người, vậy thì ông cũng sẽ không vì một con hải tượng mà giết hại nhiều người như thế. Vì vậy từ ngày hôm nay, chúng ta phải học cách yêu thương mọi người, yêu mến người bên cạnh chúng ta. Cảm ơn mọi người, tôi là cá nhỏ.